Có môn ra người là cha giàu lòng từ bi nhân ai và là thiên chúa hằng cảm càng nâng đỡ quỷ an, người luôn nâng đỡ quỷ an chúng ta trong mọi khó khăn. Xin Pilato cho phép thả thi thể thi hài Chúa Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái, Pilato chấp thuận. Vậy ông Giuse đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân bột dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải chậm thuốc tôm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh có một cửa vườn, và vì do mấy là ngày áp lễ của người Do Thái mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Tôi rất lấy làm giật mình mà tôi không có về bắt Đức Giêsu. Tôi mới gặp ông Chúa nhìn đây. Cô chào bác đây, cô đổ tay bác đây. Tôi tưởng bà đi trước. Tôi không biết. Tôi thì gửi chắc tôi cũng chết thục luôn. Nhưng là người ai cũng nghĩ thương khi mà gia đình còn bẩn chật, còn khó khăn, thì mọi người chịu sống dày. Đến lúc mà bây giờ thì một cửa gia đình làm ăn rinh rác, con cái đoàn tụ, để có cái hoa đỏ bé. Chồng sau ông rồi ở trong gia đình này ra đi, đâu có lời tăng tối gì đâu, mà đâu phải là đi ra đi đâu, ra khỏi cái họp trần gian này để về thiên đàng. Khi ông trên thiên đàng, ông nhìn xuống ông mỉm cười mở nó, không biết nên thương hại tôi là thương hại bà con. Tôi nghĩ rằng chắc chúng mình là những người đáng ông thương hại đó. Vì Thiên Chúa, vì Đức Công Bình, vì Đức Yêu Thương, vì công nghiệp của Chúa Giêsu là công nghiệp của gia đình, cho cái vong linh của ông mau ra khỏi lưu đường tội nghiệp cùng
cũng phải dừng lời nguyện đó. Chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa cho mọi người còn sống và đã qua đời được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho toàn thể giáo hội được bền lòng tin tưởng và chân thành hợp nhất với nhau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cứu thế giới khỏi mọi hiểm họa chiến tranh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa là trang nhân từ thương đến những anh em đang thiếu nhà cửa, lương thực và công ăn việc làm. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng ta đã lãnh nhận bí tích thánh này mà nay đã qua đời, nhất là phụ trong bóng chúng ta này được chung hưởng vinh quang bất diệt cùng các thánh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho phụ trong bóng chúng ta đã lãnh nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các thân bằng quyến thuộc và các ân nhân của chúng ta được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu sau cuộc đời vất vả lầm than. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đã an nghỉ chờ ngày sống lại được vui hưởng sang tôn nhang. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nâng đỡ và vui an tất cả anh chị em đang buồn phiền sầu khổ vì cảnh tang tóc này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang tin tưởng vào sốc sáng tu học nơi đây. Lạy chúng con, lạy cha chúng con, con ở trên trời chúng con nguyện danh cha cả sáng nước cha chỉ đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy cha, xin đón nhận linh hồn của chúng con chúng ta mà cha đã đôi tương gọi ra khỏi thế gian này về với cha. Xin cho linh hồn này thoát khỏi xiềng xích tội lỗi về hưởng hạnh phúc an nghỉ trong ánh sáng muôn đời và được sống lại vinh quang giữa hàng các thánh và những người cha đã chọn. Chúng con cầu xin nhận lời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Trời là cha phép ta vô cùng dâng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một đấng Chúa Cha cùng là Chúa chúng con. Bởi phép ta bởi giáo bản chết và sống lại lên trời. Tôi tin yêu Đức Chúa Cha phép ta vô cùng ngày sau ở trời lại thánh thần. Cho tôi
Con quay
Chúa. Con đâu phải sợ chi, lạy Chúa xin cứu thoát con, vì Chúa cùng chính thủy chung. Lạy Chúa con xin phó thác linh hồn này trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn này trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn này trong tay Ngài, vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn này trong tay Cha. Con thành bia chế giễu, đinh thu há hề trêu, đoá đầy thân cô thế, ai ai cũng cười chê. Dù thế con vẫn trông cậy, vì Chúa Thiên Chúa của con. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn này trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn này trong tay Cha. Lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn này trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn này trong tay Ngài, vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn này trong tay Cha. Như người mang án trên bạn bè